Vừa muốn máy đẹp, vừa muốn cấu hình cao, vừa chơi game được, vừa làm việc được, lại có cả LED RGB thì mẫu laptop mà mình muốn nói đến chính là Dell Gaming G7 7500A. Lần đầu tiên khi nhìn vào chiếc máy này thì điều thu hút mình đầu tiên chính là bản lề. Bản lề của máy được đặt chính giữa. Khi mở máy ra thì sẽ tạo ra được hai khe trống ở hai bên bản lề chỗ giữa màn hình và bàn phím. Phần bản lề này cực kỳ chắc chắn, giúp nâng đỡ phần màn hình tốt, không có hiện tượng rung hay là bất cứ sự ọp hẹp nào cả. Vì là laptop gaming thế nên mình nghĩ là Dell thiết kế như này để vừa tăng sự độc đáo cho máy, vừa tăng khả năng thoát nhiệt cũng như là giúp máy mát hơn. Toàn bộ máy được làm từ kim loại thế nhưng tổng thể máy khá nhẹ, chỉ nặng có 2,26 kg, mình hoàn toàn có thể nâng lên được bằng một tay. Và việc làm máy nhẹ như này thì không chỉ phục vụ nhu cầu gaming mà tính cơ động của máy cũng rất cao, các bạn có thể mang máy theo ra ngoài để có thể làm việc. Nhìn chung thì tổng thể máy chắc chắn, thiết kế đơn giản với logo Dell được đặt chính giữa, màu đen toàn bộ máy tạo cảm giác vẫn mang đậm chất gaming nhưng vẫn sang trọng và không quá hầm hố. Bề mặt máy được phủ một lớp sơn đen nhám, sờ vào khá mịn và thích tay. Tuy nhiên là sẽ hơi bám vân tay một chút, thế nên là các bạn cần lưu ý để vệ sinh máy thường xuyên hơn. Một điểm nữa mà mình đã nói ngay từ đầu chính là Dell Gaming G7 7500A có chứa một dải LED RGB ở phần đai máy. Dải LED này sẽ chạy dọc theo viền màn hình ở phần dưới. Các bạn sẽ cảm nhận rõ nhất dải LED này khi đặt máy ở trên bàn và bất cứ khi nào các bạn sử dụng thì dải LED này cũng sẽ luôn sáng đèn. Dell thì vẫn luôn nghĩ cho khách hàng và chính các bạn sẽ là người sẽ trải nghiệm điều đó. Màn hình tiêu chuẩn gaming 144Hz 15,6 inch Full HD, độ sáng 300 nit với 100% sRGB. Với độ bao phủ màu tốt thì ngoài chơi game ra, anh em có thể dùng chiếc laptop này để xử lý các tác vụ đồ họa, Photoshop, chỉnh màu, edit video. Cạnh viền mỏng thì vẫn luôn là xu hướng cho các mẫu laptop và Dell Gaming cũng không phải là ngoại lệ. Với ba cạnh viền mỏng thì nhưng cạnh trên vẫn được Dell trang bị webcam, cạnh dưới hơi dày một chút thì vì có chứa logo của Dell. Được trang bị Intel Core i7-10750H 6x12 luồng, RAM 16GB và ổ cứng 512GB cộng với các đồ họa NVIDIA RTX 2060 cho hiệu năng vô cùng mạnh mẽ. Với cấu hình này thì các bạn hoàn toàn có thể chơi mượt hầu hết tất cả các tựa game, vừa livestream trong khi chơi game cũng được, mở hàng chục tab Chrome hay là chỉnh sửa ảnh, edit, render video cũng cực kỳ thoải mái. Và bây giờ thì cùng xem qua phần trải nghiệm hiệu năng của chiếc máy này nhé. Hiệu năng tốt luôn đi kèm với tản nhiệt tốt, gồm hệ thống quạt kép và 4 khe thoát nhiệt xung quanh máy. Khe hút gió chiếm đến 1/2 đáy máy giúp cải thiện luồng khí để các bạn có thể sử dụng máy liên tục trong vòng nhiều giờ liền. Chuyển sang phần bàn phím thì Dell đã loại bỏ bàn phím số trên G7 7500A, nhưng bù lại thì bàn phím có LED RGB 4 vùng. Bàn phím đem lại trải nghiệm gõ êm, hành trình phím sâu, độ nảy tốt. Các bạn có thể chơi game trực tiếp trên chiếc bàn phím này hoặc là dùng để làm việc như là soạn thảo văn bản thì cũng không hề có cảm giác khó chịu một chút nào. Bên cạnh khu vực bàn phím thì Dell trang bị một bên là cảm biến vân tay một chạm sẽ giúp bảo mật máy tốt hơn cũng như là giúp cho quá trình mở máy diễn ra nhanh hơn. Ở bên còn lại thì khi các bạn ấn vào phím này sẽ kích hoạt chế độ High Performance để cho chiếc máy của chúng ta hoạt động với hiệu năng cao khi các bạn chơi các game nặng hoặc là dùng để xử lý các tác vụ nặng. Touchpad kích thước lớn, khả năng tracking cực tốt, cảm ứng đa điểm. Nếu như anh em không dùng để chơi game mà cần một mẫu laptop hiệu năng cao để làm các tác vụ đồ họa hoặc để làm việc thì touchpad này mang lại trải nghiệm cực kỳ tốt. Cổng kết nối đầy đủ với hai cổng USB Type-A, jack audio 3.5, một khe thẻ SD ở hai cạnh trái và phải.
Hầu hết các cổng kết nối còn lại sẽ được đặt ở phía sau máy, phía dưới phần bàn lề, sẽ giúp cho không gian chơi game của anh em gọn hơn rất là nhiều. Và sẽ có một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI, một cổng USB Type-A, một cổng mini DisplayPort và một cổng USB Type-C. Mình khá ấn tượng với thời lượng pin khi viên pin 6 cell 68Wh, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng vào các tác vụ cơ bản lên đến 8 tiếng đồng hồ đủ cho một ngày dài làm việc. Còn nếu như chơi game hay sử dụng những tác vụ đồ họa nặng khác thì cắm sạc vẫn sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Và nếu như mà mọi người chốt đơn em máy này rồi và mức giá hơn 40 triệu đồng hơi chát thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản G7-7500B với thiết kế cấu hình y hệt 7500A, chỉ khác mỗi là card đồ họa. Đối với phiên bản 7500B thì sẽ là GTX 1660 Ti. Bảng thông số chi tiết mình sẽ để hiển thị ngay trên màn hình cũng như là đường link của hai sản phẩm để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.